Xin chào các bạn. Bạn có biết rằng có những thành phố thủ đô, sân bay được xây dựng nhằm phục vụ cho hàng triệu người nhưng thực tế vẫn trống rỗng? Và chính phủ các nước đã chi nhiều tỷ đô la cho những siêu dự án thậm chí chưa bao giờ được sử dụng và vẫn hoàn toàn vô dụng cho đến ngày nay. Và trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 4 siêu dự án tỷ đô vô dụng nhất trên thế giới hiện nay nhé! Số 4. Xa lộ liên tiểu bang H3, Hawaii. Hãy bắt đầu với đường cao tốc có phong cảnh ngoạn mục ở bang Aloha, Hawaii. Xa lộ liên tiểu bang H3 dài 26 km đi qua một trong những cảnh quan đẹp nhất thế giới. Nó gây ấn tượng mạnh đến nỗi đã có những lo ngại thực sự về việc người lái xe ô tô dừng lại và tạo ra mối nguy hiểm giao thông. Đường cao tốc này đã gây tranh cãi chỉ đơn giản vì nó đẹp. Nó được đề xuất lần đầu tiên vào năm 1960 với những cân nhắc về quốc phòng vì đường cao tốc sẽ kết nối căn cứ hải quân Trân Châu Cảng ở phía nam với trạm không quân thủy quân lục chiến ở bờ biển phía đông. Thông báo về việc xây dựng nó ngay lập tức vấp phải sự phản đối của các nhóm môi trường cũng như người Hawaii bản địa, những người lo lắng về quá trình đô thị hóa ồ ạt mà dự án sẽ mang lại. Luật môi trường thời bấy giờ và việc thay đổi lộ trình để bảo vệ các thung lũng xung quanh đã khiến kế hoạch bị trì hoãn vô thời hạn. 26 năm sau, các rào cản về môi trường đã được dỡ bỏ khi Quốc hội miễn trừ dự án khỏi luật môi trường và mở đường cho việc xây dựng bắt đầu vào năm 1989. Đường cao tốc cuối cùng đã được thông xe vào năm 1997, gần 37 năm sau khi nó được đề xuất lúc ban đầu. Xa lộ liên tiểu bang H3 thường được coi là một kỳ quan kỹ thuật vì nó được xây dựng trên địa hình hiểm trở và các công nghệ tiên tiến được sử dụng trong quá trình xây dựng. Ngoài vô số đường hầm công nghệ cao, đường cao tốc hầu như chỉ chạy qua các cầu cạn để bảo vệ môi trường địa phương ở các thung lũng bên dưới. Nhiều thập kỷ trì hoãn, thay đổi tuyến đường và các công nghệ mới hơn nhưng đắt tiền hơn có nghĩa là nó đã được hoàn thành gấp 5 lần so với ngân sách ước tính ban đầu. Tổng chi phí xây dựng là 1,3 tỷ đô la, tức là khoảng 50 triệu đô la cho mỗi km, chi phí cho mỗi km đắt nhất thế giới. Mặc dù có ngân sách khổng lồ, đường cao tốc tuyệt đẹp này không hữu ích cho tất cả mọi người. Các nhà phê bình tin rằng đó là con đường dẫn đến hư không vì những cân nhắc về phòng thủ của những năm 60 không còn phù hợp và đường cao tốc không có tuyến đường trực tiếp đến trung tâm thành phố Honolulu. Vì lý do trên, những người Hawaii bản địa phần lớn đều từ chối sử dụng H3 cho đến ngày nay. Họ cho rằng nó bị nguyền rủa vì nhiều địa điểm văn hóa có ý nghĩa tôn giáo đã bị phá hủy trong quá trình hoàn thành. Đường cao tốc liên bang H3 chắc chắn là một thành tựu đối với các siêu dự án. Tuy nhiên, đối với một số nhóm người bản địa, nó vẫn là vô dụng nhưng dù sao thì ít nhất nó không bị bỏ rơi hoàn toàn như dự án tiếp theo trong danh sách. Số 3. Sân bay trung tâm Ciudad Real, Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu ở châu Âu và đó là điểm cân nhắc chính khi ý tưởng về sân bay trung tâm Ciudad Real được hình thành. Nó được cho là điểm đến của những du khách đi nghỉ ở Tây Ban Nha, cũng như du khách quốc tế. Tầm nhìn cho sân bay mới này là biến nó thành một giải pháp thay thế cho sân bay chính vốn đã quá đông đúc ở Madrid. Sân bay mới có một trong năm đường băng dài nhất ở châu Âu và có thể phục vụ 2 triệu hành khách mỗi năm. Đó là một con số tương đối thấp so với sức chứa 70 triệu hành khách của Madrid. Tuy nhiên, các kế hoạch mở rộng đã được thực hiện để tăng công suất lên tới 10 triệu hàng năm. Vì vậy, khi nó cuối cùng đã đi vào hoạt động vào năm 2009, chi phí 1,3 tỷ đô la có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, tất cả các kế hoạch này đã bị đình trệ vào năm 2012 khi công ty đứng sau dự án nộp đơn xin phá sản. Các vấn đề bắt đầu với vị trí của dự án, mặc dù nó được gọi là sân bay trung tâm, nhưng nó không phải là trung tâm theo bất kỳ cách nào vì nó nằm cách Madrid 200 km. Điều này càng làm phức tạp thêm vấn đề vì hầu hết hành khách tránh di chuyển trong nhiều giờ để đến sân bay. Vị trí xa xôi và hầu hết các hãng hàng không lớn đều ưu tiên thực hiện các chuyến bay từ thủ đô. Vì vậy, trong năm đầu tiên khai trương, sân bay mới được xây dựng đã bị thu gọn thành một hãng hàng không thời gian nhỏ duy nhất. Không có hãng hàng không lớn nào thu hút hành khách, sân bay đã tích lũy khoản nợ 350 triệu đô la vào năm 2012. Không có gì đáng ngạc nhiên khi sân bay này được bán đấu giá vào năm 2013. Sân bay thậm chí còn được biết đến như một địa điểm bị bỏ hoang bởi chương trình truyền hình nổi tiếng Top Gear của Anh. Vào năm 2014, sau khi nhiều cuộc đấu giá thất bại, bao gồm cả lời đề nghị quá đáng trị giá 12.000 đô la, sân bay cuối cùng đã được bán cho chủ sở hữu mới vào năm 2019. Khi các doanh nghiệp gặp khó khăn và lợi nhuận giảm sút trong đại dịch COVID-19, Ciudad Real trở thành sân bay huyết mạch. Những người chủ mới đã phát minh lại sân bay như một ngôi nhà cho những chiếc máy bay được hạ cánh để lưu trú do sân bay có khí hậu khô ráo, đường băng dài và rộng rãi. Đến tháng 8 năm 2020, đã có 65 máy bay đậu trên sân bay với việc mở rộng đang được tiến hành để cung cấp kho chứa cho hơn 300 máy bay. Phương pháp lưu trữ mới này đã mang lại cho sân bay một cơ hội kinh doanh rất cần thiết. Tuy nhiên, tất cả các máy bay được lưu trữ cuối cùng sẽ biến mất sau khi đại dịch kết thúc. Siêu dự án trị giá hàng tỷ đô la này vẫn tiếp tục chịu cảnh không có hãng hàng không nào thực hiện chuyến bay. Và hiện tại nó thực sự vẫn vô dụng đối với hành khách trên khắp thế giới. Số 2. Naypyidaw, Myanmar. Tiếp theo là một siêu dự án khác lọt vào Top Gear của Anh. Tuy nhiên, đây không chỉ là một sân bay xa xôi, nó là thủ đô của Myanmar, một thủ đô mới được xây dựng từ đầu. Cựu lãnh đạo quân sự của Myanmar bắt đầu bí mật xây dựng một thủ đô mới vào năm 2002.
Việc chuyển thủ đô của một quốc gia không phải là hiếm khi nhiều quốc gia bao gồm Brazil, Ai Cập và Pakistan đã làm như vậy trong quá khứ. Tháng 11 năm 2005, các nhà lãnh đạo Myanmar công bố quyết định của mình trước công chúng nhưng ông giữ bí mật tên của thủ đô mới. 4 tháng sau, cuối cùng ông ấy cũng tiết lộ cái tên Naypyidaw, nghĩa đen là nơi ở của nhà vua. Vì lý do cho sự dịch chuyển thủ đô đột ngột này không rõ ràng, một số suy đoán rằng giới lãnh đạo quân sự lo sợ về một cuộc tấn công từ biển trong khi những người khác cho rằng nó đã được thay đổi theo lời khuyên của các nhà chiêm tinh. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó liên quan đến cố đô Yangon. Yangon là nơi sinh sống của 7 triệu người, thành phố được cho là đã đạt đến giới hạn cơ sở hạ tầng và dân số sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050. Hơn nữa, thành phố ven biển được thành lập làm thủ đô dưới thời cai trị của Anh để mang lại lợi ích cho hải quân Anh. Vì vậy, việc Myanmar chuyển thủ đô đến một vị trí trung tâm hơn là điều hợp lý. Dự án mới được xây dựng nhanh chóng và cho đến nay, các chính phủ liên tiếp đã xót 4 tỷ đô la vào thành phố. Naypyidaw dường như có mọi thứ để thu hút du khách, đường cao tốc 20 làn xe, hơn 100 khách sạn sang trọng được chia thành 3 khu khách sạn, sân golf, bảo tàng và thậm chí là bản sao cao 99m của một địa danh ban đầu nằm ở Yangon. Nhưng có một thành phần thiết yếu vẫn còn thiếu, đó là dân số. Thủ đô mới là nơi sinh sống của chưa đầy 1 triệu cư dân, hầu hết cư trú ở các vùng ngoại ô đã có mặt ngay cả trước khi thành phố trở thành thủ đô. Nhưng tại sao không ai muốn sống ở đó? Khoảng cách kéo dài trong các cơ sở y tế, thiếu các viện giáo dục chất lượng và các cơ hội kinh tế có nghĩa là hầu hết dân số không muốn biến thành phố thành một ngôi nhà lâu dài. Vì vậy, thành phố thường vẽ nên bức tranh về một nơi vắng vẻ và thường được gọi là thị trấn ma. Đường cao tốc 20 làn xe đáng kinh ngạc, thực tế trống rỗng. Tình trạng tắc nghẽn giao thông chưa từng xảy ra và đôi khi một chiếc ô tô duy nhất bị cuốn trôi dọc theo con đường rộng lớn. Thành phố có một sân bay có thể phục vụ 3,5 triệu hành khách mỗi năm, nhưng vào một ngày bận rộn, hàng chục người sẽ thực sự sử dụng nó. Các trung tâm mua sắm chỉ được các nhân viên ngoại giao ghé thăm vào cuối tuần, trong khi các sảnh khách sạn hầu như trống rỗng. Bất chấp sự cằn cỗi rõ ràng, vẫn có một lớp lớp bạc cho thủ đô hoàng gia. Nó được xây dựng như một thành phố của tương lai và với dân số bùng nổ, Naypyidaw vẫn có thời gian cho một sự chuộc lỗi tất yếu. Hiện tại, nó được cho là thủ đô kỳ lạ nhất thế giới và vẫn vô dụng đối với phần lớn dân số của đất nước. Và cuối cùng số 1, thành phố rừng, Malaysia. Chúng ta đã nói về một thành phố ma rõ ràng, và tiếp theo trong danh sách của chúng tôi là một thành phố thông minh tương lai xanh. Sẽ mọc lên từ vùng đất khai hoang trên 4 hòn đảo nhân tạo và sẽ được xây dựng xung quanh một hệ sinh thái rừng nhân tạo. Vị trí của Forest City khiến nó trở thành một sự đánh cược hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang nhắm đến việc kiếm lợi nhuận từ vị trí gần với thành phố độc lập Singapore. Singapore có cảng bận rộn thứ hai thế giới và nền kinh tế phát triển mạnh. Các nhà phát triển đã liên kết Forest City với Singapore thông qua liên kết thứ hai cây cầu, rút ngắn khoảng cách giữa các thành phố chỉ còn 20 phút. Forest City cũng sẽ có cơ quan hải quan riêng, cho phép cư dân di chuyển tự do đến Singapore và ngược lại. Thiết kế được quảng cáo là kết hợp nhiều đổi mới xanh. Forest City sẽ có các tòa nhà với mái nhà xanh và khu vườn thẳng đứng, mang đến trải nghiệm trong rừng rậm. Đường phố thành phố sẽ có thiết kế nhiều lớp với lớp dưới dành cho giao thông và chỗ đậu xe, trong khi lớp trên sẽ có công viên, cơ sở thể thao và đầu mối giao thông. Thành phố sẽ được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo và sẽ hoàn thành vào năm 2035 với chi phí 100 tỷ đô la. Một trong 4 hòn đảo được đề xuất sắp hoàn thành với 50 tòa nhà chung cư, sân golf, bể bơi và bãi biển trên tàu. Tuy nhiên, không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió cho dự án đầy tham vọng này. Vô số rào cản kinh tế và chính trị đã cản trở sự tiến bộ của nó. Dự án đang được tài trợ chủ yếu thông qua Trung Quốc và cư dân Trung Quốc hầu như có quyền tự do đến thành phố trong vài năm đầu tiên xây dựng. Do đó, các nhà đầu tư Trung Quốc giàu có không đủ khả năng chi trả cho giá căn hộ tăng cao ở đất nước của họ nên họ đã đổ xô đến Forest City. Đến năm 2019, 80% chủ sở hữu tài sản là người Trung Quốc. Ngay cả biển báo đường phố cũng bằng tiếng Quan Thoại và một vài trường học mở trong khu vực cung cấp các khóa học tiếng Quan Thoại. Người Malaysia bản địa đơn giản là không đủ khả năng mua những căn hộ này vì giá bất động sản được định chỉ dành cho thị trường Trung Quốc. Làn sóng các nhà đầu tư Trung Quốc này đã gây ra sự phản đối kịch liệt của công chúng với những người phản đối dự án gọi đây là một hình thức chủ nghĩa thực dân mới. Vì vậy, sau khi thay đổi lãnh đạo, Thủ tướng trở lại Mahathir Mohamad đã cấm người nước ngoài sở hữu tài sản tại thành phố rừng. Nhiều người nước ngoài bắt đầu rời thành phố và các nhà đầu tư mới không được khuyến khích. Thất bại lớn tiếp theo đến từ đại dịch và lệnh cấm đi lại trên toàn thế giới. Lệnh kiểm soát di chuyển của Malaysia có nghĩa là không có nhà đầu tư mới nào có thể chuyển đến. Rất nhiều nhà đầu tư hiện tại đã chọn không tham gia dự án do sự không chắc chắn. Vì vậy, vào đầu năm 2020, chưa đến 500 người thực sự sống trong các khu dân cư phát triển. Điều này không nhiều nếu xét đến việc Forest City được thiết kế cho 700.000 người. Dự án vẫn tiếp tục hoạt động kể từ đó, với một số nhân viên bán hàng tuyên bố rằng có ít hơn 10 căn nhà được bán tại Forest City kể từ khi bắt đầu đại dịch coronavirus. Hơn nữa, Country Garden đã sa thải hơn 1.000 công nhân Malaysia của mình trong năm qua, báo hiệu sự suy thoái nghiêm trọng đối với vận may của dự án. Forest City có lẽ quá tham vọng để bắt đầu, quá tương lai để thực sự đạt được và quá thách thức về mặt chính trị để sớm thành công. Có thể an toàn khi cho rằng mặc dù được đầu tư hàng tỷ đô la, Forest City hiện là một siêu dự án vô dụng.